Rồi, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với series là có thể bạn đã biết. Thì ở tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là chia sẻ các bạn một số mod mà mình thường sử dụng. Thì thứ nhất, tiêu chí của mình đó là cho mod cài vào thì các bạn chỉ tiện hơn cho việc chơi game thôi, chứ không có làm thay đổi cơ chế của game ha. Cũng như không có cho các bạn là chơi game dễ hơn đâu. Cho nên là nếu mà các bạn muốn có tìm những cái mod nào mà có thứ nhất là thay đổi cơ chế của game để các bạn chơi tiện hơn thì các bạn có thể tự mò giùm mình ha. Thì mình thường mình thích cái trải nghiệm game hơn, cho nên mình sẽ cài mod. Thứ nhất là cho mình một số thông tin cụ thể hơn thôi, chứ nó không thay đổi cơ chế của game ha. Rồi, đầu tiên, cái mod đầu tiên mà mình dùng nhiều nhất đó là cái mod tiếng Việt, Vietnamese Language ha, bởi Bác Chuột Channel. Thì đối với các bạn thì mình có nói thêm luôn đó là cái mod này thì bạn thứ nhất các bạn đang dùng miễn phí, cho nên các bạn đừng có đòi hỏi là tại sao nó dịch không quá sát với nghĩa, hoặc là nó sao cập nhật chậm thế. Thì các bạn làm ơn là có sự cảm thông đối với cái team dịch dùm mình, đó là các bạn đang dùng miễn phí, cho nên là các bạn đừng có đòi hỏi quá nhiều ha. Thì cài mod này thì khi mà nếu muốn cài như thế nào thì ở tập trước thì mình đã có hướng dẫn rồi, cho nên là mình sẽ bỏ qua cái mod này ha. Rồi, cái mod thứ hai đó là cái mod cho phép các bạn phá hủy những cái công trình mà không thể phá hủy khi mà chưa có cài mod ha. Đầu đó là cái mod đây, Vanilla cộng DLC này ha. Đây, bây giờ mình sẽ bấm đăng ký. Thì khi mà vào game thì mình sẽ giải thích cụ thể hơn, cũng như là đường mình sẽ để phần cái từ khóa để tìm kiếm, cũng như là đường link tìm kiếm cho các bạn ở phần mô tả ha. Rồi, cái mod thứ ba đó là mod cho các bạn thông tin của cái mạch mà các bạn tìm được, ví dụ như là mạch hơi nước mát ha, thì nó sẽ cho các bạn thông tin đó là đây là cái mod này. Đây. Ha, đây là cái mod này, mod thứ hai. Thì cũng như là phần đầu thì khi mà mình sẽ để cái phần từ khóa tìm kiếm ở phần mô tả cho các bạn tìm cho dễ ha. Rồi, mod thứ ba là cái mod cho các bạn xây dựng mà không có sự ảnh hưởng của cây trồng. Đây là Build Over Plan này ha. Thì ảnh hưởng của cây trồng cho việc xây dựng như thế nào thì một lát mình sẽ nói ha. Rồi, mod thứ ba rồi đúng không? Rồi, mod thứ tư đó là nó cho phép các bạn thấy được cái phạm vi mà những cái công trình nó những cái công trình ảnh hưởng, ví dụ như máy bơm nè, máy bơm nước, máy bơm khí nè, máy lọc oxy bẩn nè ha. Thì đây để mình xem, đây show building ranger đây, đây là cái mod thứ tư. Rồi, mod cuối cùng, cái mod thứ năm đó là nó sẽ cho bạn biết được thông số cài đặt của phần tự động hóa khi mà bạn bật lớp phủ tự động hóa lên ha. Đây là cái mod thứ năm là better automation overlay ha. Rồi, mod cuối cùng đó là cho phép các bạn copy những cái công trình mà bạn đã xây dựng, và bạn khi bạn đặt ra thì nó sẽ xây dựng sẵn cho bạn và bạn không phải vẽ lại những cái công trình mà bạn xây dựng ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bật tất cả những cái mod này lên và khởi động máy lại, và khi mình vào game thì mình sẽ giải thích tất cả những cái gì mà mình nói nãy giờ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi game nó vào. Đây, bây giờ mình đã vào game rồi ha. Bây giờ mình sẽ giải thích từng mod cho các bạn xem. Thì cái công dụng của mod nó như thế nào thì tùy các bạn chọn ha. Mod nào mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn có thể tải về và các bạn bật lên ha. Thì cái cách tải thì các bạn chỉ việc lên workshop của Steam và các bạn có từ khóa mình đặt ở dưới phần mô tả của clip, thì các bạn có thể copy từ khóa đó, bạn tìm thì bạn ấn đăng ký, và khi các bạn vào game thì bạn cứ bật giống như là mình hồi thao tác lúc nãy ha. Rồi, đầu tiên, mod đầu tiên nó mod tiếng Việt thì các bạn không đã gặp rất nhiều lần rồi, thì nó sẽ dịch tất gần như là hoàn toàn những cái ngôn ngữ ở trong game thành tiếng Việt cho các bạn ha. Rồi, mod thứ hai là mod phá hủy công trình không thể phá hủy. Thì bây giờ mình sẽ bật cái phần mã hack, cái bản hack game lên cho các bạn xem ha. Đây, ở đây khi mà đây là lúc mà mình đã bật mod và mình chưa có bấm phá hủy, thì mình sẽ chèn một cái ảnh khi mà mình chưa bật mod ở bên phải này cho các bạn xem là nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì
Đối với khi vật không vật mod thì cái công trình này nè, cái bàn máy tính này bạn sẽ không thể hóa hủy đi ha, không thể phá đi. Nhưng bây giờ mình có thể tháo nè, bạn thấy không? Đó. Và khi mà mình bật bật cho nó 4 lên thì mình sẽ phá đi cái công trình này luôn nè, đấy thấy không? Thì nó sẽ cho bàn thép. Đấy. Đấy là phá hủy những cái công trình không thể hóa hủy. Ví dụ như là cái bán máy bán hàng tự động này mình cũng có thể phá đi luôn nè, đó. Đó. Mình phá đi luôn. Rồi, những cái cửa, những cái thang này mình cũng phá đi được nè ha. Đó. Đấy là những cái công trình không thể phá hủy. Rồi, và một số công trình khác nữa, ví dụ như khi mà các bạn lên bề mặt. Đây mình sẽ lên bề mặt đây. Đây cái khu có những cái công trình này bạn không phá được ha. Thì bây giờ khi mà bạn bật mod lên các bạn có thể phá hết đi. Đó, các bạn phá hết đi ha. Bạn phá sạch sẽ luôn. Đó. Còn bây giờ mình tắt cần cho 4 thì đối với những cái game thông thường thì các bạn chỉ việc là cho để nó chạy lên nó phá thôi. Đó. Ha. Rồi, đấy là mod đầu tiên. Rồi, mod thứ hai là thông tin của mạch. Thì cái mạch nước mát này mình cũng đã chèn một cái ảnh trước khi mà mình tải mod. Đấy, và bây giờ mình sẽ tải mod thêm. Đấy, thì các bạn sẽ thấy nè. Đây các bạn sẽ thấy được là có cái dòng này nè. Đây là 1,76 kg trên một giây. Có nghĩa là các bạn thấy chu kỳ phun trào đấy không? Thì nó sẽ phun trào 233 giây mỗi 578 giây. Thì các bạn chia lấy 233 giây này nè, các bạn nhân cho 1,7 kg. Thì bạn sẽ ra được cái khối lượng nước mà bạn thu được khi mình xin lặp lại khi mà bạn khai thác hoàn toàn cái mặt này. Ví dụ như cái mô hình như này, ở đây là chân không nè, đó. Thì như vậy nó mới được xem là khai thác hoàn toàn ha. Còn nếu như các bạn đóng khung nó lại và các bạn không có cho nó phun, ví dụ như cái mặt ở dưới đây mình đã thấy nè. Đây, rồi cái mạch ở đây nó bị mất rồi. Giống như những cái mạch hơi mà các bạn đóng đóng khung nó lại và các bạn không cho nó chạy á thì nó sẽ không có được cái hiệu quả như các bạn mong muốn ha. Đó, thì cái mod này nó sẽ cho các bạn cái thông số này nè, đó. Cái thông số này, ví dụ thường thì khi mà các bạn không tải mod thì các bạn sẽ nhìn được cái ảnh ở bên này, có nghĩa là nó sẽ không có cái thông số là 1,7 kg này trên một giây. Đấy. Rồi, mod thứ hai. Mod thứ ba là cho các bạn cái thông số của cái mạch, những cái mạch mà các bạn tìm được. Rồi, mod thứ tư đó là xây dựng bỏ qua những cái ảnh hưởng của game, của cây trồng. Ví dụ như ở ở bên kia thì mình đã chèn một cái ảnh, thì mình đã trồng bốn cái cây ở đây và mình không thể, khi các bạn gặp cái cây này các bạn không thể xây dựng thang xuống đây nè. Đó. Nhưng mà khi có mod thì các bạn có thể xây dựng được và thằng đệ nó sẽ chạy đến đây nó hủy cái thang này. Nó sẽ phá cái cây này thì nó mới xây được. Đó. Đấy là mod thứ tư, có nghĩa là xây dựng bỏ qua cái ảnh hưởng của cây trồng. Và bạn gặp những cái trường hợp này ở đâu? Đây, trường hợp này ở đây nè. Ví dụ như các bạn xây thang từ trên xây xuống đây nè. Đó. Thì thông thường á, đối với những cái map thông thường mà bạn không có tải mod á thì nó sẽ xây dựng tới đây nè và bắt buộc bạn phải phá đi cái cây này thì bạn mới xây được thêm hai cái thang này. Đó. Còn nếu mà bạn đặt mod rồi thì bạn có thể xây thẳng luôn rồi và thằng đệ nó sẽ tự đến đây nó phá cái cây này đi đó và nó sẽ xây tiếp. Đấy, đấy là như vậy. Đây là mod nó bỏ qua cái sự ảnh hưởng của cây trồng. Rồi. Mod thứ năm đó là nó sẽ thể hiện cái phạm vi ảnh hưởng của công trình. Ví dụ đây là cái máy bơm nước này. Đấy, đó các bạn thấy ha. Đó, các bạn thấy bốn cái ô mà hơi đậm hơn xung quanh không? Đó. Có nghĩa là cái máy bơm này nó sẽ hoạt động ở bốn ô này. Cái bốn ô mà mình đặt cái gạch nè, đó. Ha, à, các bạn thấy ha. Rồi, mình sẽ đợi nó lưu, tại vì khi mà lưu game này sẽ hơi lắc do là mình mở khá là nhiều mod rồi. Đó. Đó, như các bạn thấy. Các bạn thấy không? Đó, nó sẽ để bốn cái dấu cộng ở 4 5 ô. Đó thì các bạn sẽ thấy được cái phạm vi mà máy bơm nó có thể hoạt động. Ví dụ như vậy ha. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ cho nước ở đây thì cái máy bơm này nó bơm thì nó không hút nước được nè. Đấy, như vậy. Rồi. Mod tiếp theo là thể hiện thông số của cài đặt tự động hóa, có nghĩa là khi bạn bật cái lớp phủ tự động hóa lên. Đây là lớp phủ tự động hóa nè, nó sẽ thể hiện thông số. Ví dụ đây, ở đây là mình đặt là nhỏ hơn 50 độ C nè ha. Thì khi mà bạn có mod thì nó sẽ thể hiện cho bạn thấy. Hoặc là ở đây mình sẽ đặt nhỏ hơn 5 độ nè. Đó. Còn nếu mà không có mod thì nó chỉ thể hiện là đầu ra và đầu vào thôi, nó sẽ không thể hiện cái thông số cạnh bên đây ha. Rồi, mod cuối cùng. Mod cuối cùng là nó sẽ copy những cái công trình mà bạn đã xây, những cái mô hình mà bạn đã xây. Ví dụ ở đây mình đã xây sẵn một cái mô hình này
và mình bấm vô chữ new ở đây nè ha. Rồi mình quét hết cái mô hình này. Đó, mình quét hết cái mô hình này, mình đặt một cái tên bất kỳ, mình bấm xác nhận. Rồi, sau đó mình bấm cái sử dụng ở đây. Đó, các bạn thấy nó đã copy những công trình ở bên trong cái phần mình đã quét. Ngoài ra khi đây mình sẽ tắt cái phần hack game đi ha. Không, mình bật lại, mình phá đi những cái này. Mình phá đi những cái này. Đó, mình sẽ phá đi những cái này. Rồi, bây giờ đối với những cái game thông thường á, đây mình sẽ tắt hack game đi. Game thông thường thì bạn sử dụng nó như thế nào đây? Ví dụ những công trình phức tạp như vậy nè. Đó, những cái mô hình phức tạp như vậy thì mình kéo hết nè ha. Đó, mình kéo hết cái này. Giờ mình bấm một cái nào đó. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng. Đó, như các bạn thấy nó sẽ xây sẵn. Nó sẽ xây sẵn như vậy, hoặc là khi mình tắt cái phần hack game thì nó sẽ xây như vậy nè. Nó sẽ để nó sẽ thiết kế sẵn. Rồi. Bây giờ mình nó sẽ thiết kế sẵn như vậy. Đó. Đây. Ố, kỳ vậy cả. Mình tắt rồi mẹ. À quên. Đây. Đấy, nó sẽ thiết kế sẵn này. À, kỳ vậy cả. À, quên nữa, mình tắt sandbox luôn. Đây. Mình sẽ để ở đâu đi. Đây nè. Đó, nó sẽ thiết kế sẵn như vậy. Bây giờ mình sẽ bật control F4 lên, mình đào những cái này đi ha. Mình đào những cái này cho nó trống. Mình đào những cái này cho nó trống nè. Rồi, thì xem như là nó đã thiết kế có một khu vực trống đúng không? Rồi mình tắt. Rồi mình sẽ đặt một cái thiết kế sẵn nè. Đó. Đấy, nó sẽ thiết kế sẵn. Và thằng đệ khi mà bạn đối với những game thường thì để nó sẽ tự động nó xảy vào, nó xây những cái công trình này dần dần dần. Và bạn không phải vẽ lại. Ví dụ như bạn cần hai cái khu chữa bệnh giống hệt nhau, thì bạn chỉ việc quét cái khu đầu tiên. Quét cái khu đầu tiên như vậy ở đây. Đó, bạn đặt tên bất kỳ. Xong rồi bạn bấm ra đây thì nó sẽ xây một cái khu y hệt như vậy. Đó, cho các bạn ha. Rồi, đấy là mod cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì nếu mà các bạn có muốn tải mod thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình. Rồi, hẹn các bạn ở tập sau. Bye bye các bạn.